Thưa quý vị, chúng ta cũng thấy có rất là nhiều quý vị khách mời đến tặng những bó hoa tươi thắm, không chỉ dành cho nghệ sĩ Đức Kim Tư Đông mà còn dành cho các diễn viên trong MV Lay Ho. Nói rằng anh chị nghệ sĩ nào ca sĩ nào chưa chụp hình vô chụp lần nữa. Dạ, thì đây chúng tôi xin được mời Gia Bảo ơi, mời Gia Bảo vô chụp hình chung với lại nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long ạ. Thưa tất cả các anh chị, đúng 14 giờ chúng ta sẽ vào trong rạp để chúng ta cùng tham gia và theo dõi theo với MV. Chỉ còn 15 phút nữa nên xin được mời các nghệ sĩ ca sĩ và các diễn viên chúng ta đến chúc mừng. Xin mời các anh chị chúng ta cùng nhanh chóng tiến về khu vực sân khấu để cùng chụp hình. Xin mời các anh chị có thể cùng thông báo về nghệ nhân rồi bây giờ cho Saka chương trình chúc cho chú Bảy, chúc cho chú được cái MV như thế nào, con gái nói cho chú Bảy mắt lòng mắt dạ cái coi. Vậy thì lúc đầu thì cô nói mới đầu vô là nói là chú ơi MV này phải thật thành công, hot thật hot nha, nhưng mà con thấy hot rồi đó. Giờ nước ở đâu cặp là ly hôn, mới ly hôn mà tự nhiên lại chụp cặp này, Kim Tiểu Long phải định lấy nở cặp ly hôn, chưa lấy chồng mà ly hôn nữa kỳ lắm. Có gì? Rồi vậy này thì mấy ảnh tiếp theo mà. Mấy ảnh luôn ạ, mấy ảnh luôn nha. Rồi chú Bảy chúc cho con năm sau lấy chồng. Con gái lớn rồi phải lấy chồng chứ con. Con nghe lấy chồng con ớn á. Chưa lấy chồng mà 3 năm 2 là chồng ăn tiếng rồi đó. Vậy đi, trời ơi mình được quyền mà. Mình đâu có làm gì. Ca sĩ xin con chuyện tiền. Cùng với các duy thắng. Xin mời các vị cùng hướng về phía trước chúng ta cùng chúc mừng mình luôn đấy nha. Ca sĩ một nhí là bảo mà đi. Sang ca tiền tiền. Để nghe chưa, nhiệt lên. 10 phút nữa chúng ta cho bà nha. Hả? Là đi. Chị né qua mấy chị. Chị đi qua giúp mày đứng cần cản với chứ trời. Cô cũng vậy, đây là sân ca trường tiền ở nhà ca sĩ. Sáng chạy với hai review mới chạy về á, chạy mẹ khó luôn. Ở ngoài xinh quá à. Đi tóc lên bướng em còn cũng nhiều lắm á. Vậy hả? Rất nhiều. Các em vô đây để lên mình hấp dẫn. Em điểm cổ. Vô nghe nha một lần nữa. Ai vậy rồi có em đi hát chung với những người Thế Tú á. À, quán nhậu vậy đó em có con. Đi đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.